nay mình sẽ đưa đến cho mọi người là một cái con lo. Nhưng mà trước đó mọi người có thực sự là đang thăm dò con lo 3187 đúng không? Thực sự là đang hết hàng, thông cảm đi. Nhưng mà hôm nay sẽ có một siêu phẩm đến từ nhà của lo hào, đó là 313 nha mọi người. Đây, đó, hiện tại con lo này á là có tủ thiết kế độc lạ ha. Lúc đầu mình kinh về mình nghĩ giống như là một cái lò vi sóng, như mình tưởng có nút bấm ra mình đem vô hầm hầm đồ ăn luôn rồi. Nhưng mà thực sự cái thiết kế của nó là như thế nha các bác. Phía trong á sẽ là, phía trước là một cái màn hình trong suốt, và phía trong nó sẽ có những cái dây đèn led, dãy đèn led như thế này. Đấy, anh chị chỉnh được nè. Đây là volume tổng nhá. Còn đây là chỉnh được chép nè. Ở đây là mọi người sẽ chỉnh được bass nha. Đây, chép, bass, volume tổng, tất cả đều là chỉnh nhạc ha. Dưới đây là hỗ trợ cho mọi người là có cổng, đó là cổng USB nữa nè. Đấy, chưa hết, trên con loa này tích hợp cho mình một cái điều mà An rất là thích. Cái thứ nhất là dễ kết nối. Đây, đó, mua về hai con loa rồi đúng không? Ghim vào mỗi bên một cái, một cổng bên led, một cổng bên right nè. Đấy, thế là đã nghe nhạc rồi. Tích hợp cho mình một con loa này. Đấy, loa vi tính nào mà có con bass như thế, chất lượng nghe chưa? Nhìn cực kỳ uy tín luôn nha. Đây, ok, có được cái nè, kết nối bằng AUX được nè ha, kết nối bằng dây hoa sen cũng được, mà kết nối bằng USB cũng được. Nhưng mà thôi, thời này rồi, thấy không, thời đại 4.0 rồi, là kết nối bằng Bluetooth đi, cho nó nhanh gọn lẹ nha anh chị. Đây, ok, bây giờ sẽ bật thử một bài nhạc trên con loa 313 cho anh chị nghe thử nha. Đó, bây giờ mình sẽ lên nhạc nè. Đấy, ok chưa, nhạc sống không lời liền nè. Rumba cha cha cha, lên lên. Đây, cho anh chị nghe thử nha. Ok, những anh chị nào mà muốn để trong gian phòng của mình nghe thì cũng được, nhưng mà nghe nhạc nhẹ nhẹ thôi. Còn nếu mà nghe nhạc bass thì sẽ rất là khó chịu vì nó đánh rất là lớn, công suất nó rất là lớn. Nhưng những quán cà phê nè, hoặc là những bạn mà hay hội tụ và bạn bè và gia đình mình về vào dịp cuối tuần á, sắm cái loa này nghe nhạc á, trong những buổi tiệc á, thì cực kỳ ok luôn nha. Bạn nào thích á, thì nhanh tay bấm xíu hàng và sẽ để dưới hàng dưới đây nè. Còn bạn nào mà cảm thấy rất là thắc mắc gì cứ để dưới comment đi, bên mình sẽ trả lời cho nha. À, còn nếu mà bạn thích video này thì bạn hãy nhanh tay bấm cho mình một subscribe nha, và đăng ký kênh, bạn sẽ nhận được thông báo cho khi clip mới mình đăng lên nhé. Cảm ơn mấy bạn.